Xin chào cả nhà, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình là Đạt rất nghiêm túc đây. Anh em ơi, kỷ niệm 1 năm của Genshin Impact thì sắp tới rồi. Chúng ta hãy tạm bỏ qua một bên cái vụ quà kỷ niệm dởm nha. Bởi vì theo như mình biết thì mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ. Và hôm nay mình đã đọc được một cái chủ đề rất là thú vị anh em ạ. Cụ thể đó là anh em hãy kể ra những cái điều mà anh em cho là ngớ ngẩn và hài hước nhất khi là đầu tiên bước chân vào thế giới của Genshin Impact. Kỷ niệm 1 năm mà, mình phải nhớ vào ngày đầu tiên mình đến chứ đúng không anh em? Chắc hẳn là anh em game thủ thì ai cũng từng có cái cảm giác lần đầu tiên chơi một tựa game mà anh em ấn tượng, một tựa game mới toanh. Bao giờ thì nó cũng là một cái điều gì đó vô cùng đặc biệt. Đó là những cái điều mà mỗi tựa game thì chỉ trải nghiệm được một lần đáng nhớ nhất thôi. Vậy thì mình sẽ xin được bắt đầu trước với 9 điều ngu ngốc nhất mà mình đã từng nghĩ, cho rằng hay là làm trong Genshin Impact từ những ngày đầu tiên. Trước khi bắt đầu thì nếu anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một đăng ký nha. Điều đó sẽ giúp mình rất nhiều. Và anh em hãy để lại bình luận xem anh em có những cái điều gì mà anh em cho là ngu ngốc nhất mà anh em đã từng làm trong Genshin Impact nha anh em. Ok. Thực ra thì chắc là phải tới 90 điều chứ không phải có 9 điều đâu anh em ạ. Nhưng mà ngồi nghĩ mãi thì mình chỉ nhớ ra cụ thể khoảng 9 mục thôi. Mình sẽ bắt đầu luôn nha. Điều số 1 ấy thì mình tưởng là rương nó có thể hồi lại anh em ạ. Lúc đó mình cứ nghĩ là nó cũng giống như những tựa game khác á. Mở rương rồi hôm sau hay là vài hôm sau quay lại mở tiếp. Tại mình thấy nó cũng không có nhiều rương lắm. Đã thế thì lúc đấy khi mình tìm trên mạng thử xem thông tin ấy thì mình đọc đúng là có rất nhiều chỗ cho rằng bảo rằng Dương sẽ hồi lại nhanh em ở cái thời điểm đầu game á. Thế là mình cũng tin, và sau khi mình tin thì mình lại truyền tải cái thông tin đấy cho người khác, cho mấy anh em cùng chơi lúc đầu game á, và anh em nó cũng gật gù và thế này phải đợi vài hôm nữa xem là cái Dương nó hồi lại, mà lại đợi ngay cái Dương hiếm mới chết chứ. Mà thực sự là không có cái Dương nào hồi lại cả anh em ạ. Đã có người gửi email hỏi MiHoYo rồi và họ đáp là không hồi lại. Ok, điều số 2 đó là khi bắt đầu bước chân vào thế giới của Genshin ấy, thì sau gặp Amber này rồi gặp những nhân vật khác như là Keiya hay Lisa thì là mình đã ngay lập tức tưởng rằng lúc đó mình đã biết nhiều về game rồi á. Mình nghĩ là chắc là sẽ nhiều người không biết đâu, nhưng mà những cái con nhân vật nó cho thế này mình phải up mạnh lên để có thể vượt qua được những cái thử thách phía sau dễ dàng hơn. Nhưng thực ra là không phải. Mà lúc đó thì lại có bao nhiêu sách chuyện nó cho, từ những quyển sách trắng, sách cấp trung và sách tím thì mình đem up hết cho Amber này, Lisa rồi Keiya. Thực ra thì Keiya nếu bây giờ mình vẫn dùng, nhưng mà Amber và Lisa thì mình đến bây giờ mình chẳng xài. Mình chỉ đem Amber đi đốt lửa chạy thôi. Đó. Đó là những cái mà mình cảm thấy khá là lãng phí khi xài sách và những nhân vật mà mình còn chưa tìm hiểu ha. Ok, về điều số 3 thì đó là mình đã tập trung farm di vật trước cấp 45. Còn mình có bao nhiêu cục nhựa dễ vỡ là mình xài hết anh em ạ. Mình cứ tưởng là nhựa là một cái gì đó nó dễ kiếm lắm. Lúc đấy mình hoàn toàn không có quan tâm gì đến nhựa hết. Mình cứ nghĩ là ôi giời, nó trò nhiều thế này xài thoải mái đi. Hơn nữa thì mình cũng không có chơi Genshin Impact từ hồi beta. Mình chơi sau anh em khoảng 1 tháng, tức là game ra mắt rồi, sau đó chạy 1 tháng thì mình mới bắt đầu bước chân vào. Nên là cái khoảng thời gian 1 tháng đó thì nhiều anh em đã cấp AR cao hơn rồi. Thành ra là mình cảm thấy là mình cần phải đuổi theo cho bằng bạn bằng bè đó anh em. Thế cho nên là khi lúc đấy mình biết được rằng xài nhựa thì nó sẽ tăng cấp mạo hiểm, thế là mình xài hết luôn. Ok, về điều số 4 thì hồi đầu game á, mình thấy nhiều anh em nói rằng reroll thì chỉ được 30 lần quay. Thì lúc đấy mình thử làm một cái arc mới xem, mà không hiểu tại sao lúc đấy mình lại được tận 50 lần quay. Thế là mình đã có quay lại cái video hướng dẫn đầu tiên về Genshin Impact, đó là video hướng dẫn reroll kiếm 50 lần quay. Trong video đó thì mình có roll được Venti, là cái banner limit 5 sao đầu tiên thì phải. Và quả thực là lúc đó thì mình cũng không hề biết là Venti có tác dụng gì anh em ạ. Mình chỉ biết nó là một nhân vật 5 sao thôi. Nhìn thì nó không có ấn tượng gì cả, nhìn nó cứ chắp chắp thế nào á. Thế cho nên là công việc chính của Venti của mình ấy là chỉ đi leo núi thôi. Mình chỉ có bật E lên rồi bay lên leo núi để nhặt thần đồng thôi. Ngoài ra thì nó không còn cái vai trò gì khác trong team hết á. Lúc đó mình muốn reroll lấy thêm vài con 5 sao khác để mình thử. Mình có nghe đồn về Dialux rồi Muna, Quiqui các thứ. Mình muốn thử để reroll để ra xem nhân vật khác xem thế nào. Thì mình lại sợ, lại tiếc là ồ chết, nhưng mà không có Venti thì không biết là đi leo núi nhặt thần đồng thế nào. Thế là mình dính luôn với cái arc của Venti, là chính là cái arc chính này. Cái arc có đuôi 8338 này, và nó đen như con chó mực vậy đó anh em ạ. Đến tận bây giờ luôn, roll toàn quy quy thôi. Điều số 5 thì như trong điều số 4 mình có nhắc tới đó anh em, đó là mình xài Venti đi nhặt phong thần đồng. Mà xài Venti nhặt phong thần đồng lúc đấy thì đã lắm anh em. Nhặt bất chấp luôn, địa hình nào cũng quẩy. Nhiều cục, nhiều anh em comment để lại trên bình luận trên Discord, lúc đấy có mấy anh em thôi. Là sao tôi không nhặt được, mình cầm Venti ra khoe. Nhưng mà mình không ngờ là mình đang phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng anh em ạ. Đó là mình mãi miết nhặt bất chấp mà không thèm đánh dấu luôn. Đến lúc nhặt tới gần hết phong thần đồng với cả hình như nham thần đồng nữa, thì mình mới biết là có cái web bản đồ và nó hiện tất cả những vị trí thần đồng lên. Lúc này thì đã quá muộn rồi, bởi vì mình chẳng nhớ cục nào nhặt rồi, cục nào chưa nữa.
Hậu quả là phải tới lúc game cho ra cái la bàn tìm Phong với Nham Thần Đồng thì mình mới tìm đủ mấy cục còn thiếu nhỉ. Đó là tìm Phong với Nham Thần Đồng mà không đánh dấu. Ok, chào mừng anh em đến với điều số 6 ngu ngốc của mình. Đó là mình đã sử dụng nguyên thạch để mua cục rôn trong banner thường, cục rôn màu xanh đó. Bây giờ thì mình không nhớ là mình có mua bao nhiêu cục nữa, nhưng mà ở thời điểm đó thì mình thấy là mua khá là nhiều đấy. Bởi vì thời điểm đầu nguyên thạch nó cho cũng nhiều mà. Mình cứ thấy kiểu sắp 10 lần, đủ 10 lần có bảo hiểm, sắp nổ tím đấy, thì mình mua bù vào để rôn, hy vọng nó ra vàng. Đó rõ ràng là một sai lầm ha. Banner thường nếu là người chơi không nạp hay là nạp ít hay là nạp nhiều đi nữa thì cũng chỉ lên roll những cục của game cho thôi, đâu có ai nói với mình đâu. Nên là bây giờ mới có kỷ niệm thôi anh em. Nếu mà anh em hên, anh em có thể ra được những vũ khí xịn như là đường cùng của sói, hoa phát điên hay là điển tích hay là quyển thiên không gì đó thì nó còn ok. Nhưng mà trong trường hợp anh em ra những con nhân vật hay là những cái vũ khí mà anh em không xài được thì nó khá là lãng phí ha. Ok, điều số 7 thì ở cái thời điểm đầu game đó anh em, game nó còn nhiều quest, nhân vật ở level thấp tiêu hao sách và mora ít ấy. Nên là mình coi thường hoa vàng và hoa xanh, mình cứ tạm gọi thế nha, hoa tàng kim á. Lúc đấy mình thấy là tiêu tới 20 nhựa, lúc đấy còn chưa có nhựa cô đặc cơ, mà farm chả được bao nhiêu cả. Ngay cả lúc mình lên AR45, 50 thời điểm đầu á, mình không biết rằng về sau thì đó là cái cách nhanh nhất farm hoa vàng hoa xanh, là cách nhanh nhất để cày sách và mora up nhân vật. Nhiều anh em ở thời điểm hiện tại có thể bày ra những cách khác làm cái gì đó, đại loại là có thể kiếm được mora nhưng mà không cần xài nhựa. Nhưng theo mình ấy thì đó là những cái cách mà anh em phải mất thời gian, bỏ công sức ra rất là nhiều và thu về thì nó không gọi là quá là nhiều á. Nên là farm hoa vàng và hoa xanh thì vẫn là cách nhanh nhất rồi ha. Ok, điều số 8, điều này hơi đặc biệt một chút. 7 điều trên thì mình nghĩ là nhiều người đã dính phải, nó là một cái kiểu là mẫu chung phổ quát vậy đó. Nhưng mà điều số 8 thì mình nghĩ là nó không phổ biến lắm. Điều thứ 8 chính là mình đã lựa chọn hệ nham, hệ không phản ứng nhiều, chỉ có tạo kết tinh thôi để bắt đầu chơi Genshin Impact. Lúc đó do mình roll được Ninh Quang cung mệnh 1, hai con Ninh Quang. Trong video hướng dẫn reroll kiếm 50 lần cầu nguyện á, mình roll được Ninh Quang cung mệnh 1. Mình thấy nó chơi cũng khá là dễ, lại đẹp nữa. Chơi kiểu không não ấy, chỉ có đánh thường được trọng kích thôi mà thấy đam nó cũng ổn. Thế là mình dồn toàn bộ tài nguyên vào Ninh Quang để build. Kết quả thì không tệ chút nào anh em ạ. Thời điểm đầu game lúc đấy thì nhiều anh em còn bảo mình là Ninh Chúa nữa. Mặc dù con Ninh của mình phèn phãi, mình luôn luôn đính chính lại điều này. Nhưng rõ ràng là nó có hiệu quả thời điểm đó. Cùng với cái Nhật Nguyệt Hạp lúc đó mình mua thì mình có thể con Ninh Quang ấy, nó có thể giúp cho mình farm đủ loại boss này, bí cảnh này. Với mình chỉ sợ mỗi con nham nguyên bản với cả mấy con slam nham thôi. Nhưng điểm trừ thì đó là do phụ thuộc vào Ninh Quang quá nhiều. Nên là đầu game mình cũng chẳng tìm hiểu gì về phản ứng nguyên tố cả, bởi vì mình thấy đâu có cần đâu. Chỉ cần là Ninh Quang gõ cái là nó chết rồi. Mà nhưng mà Ninh Quang thì càng chơi thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi, bởi vì nó chỉ là một con 4 sao. Cái giới hạn và cung mệnh và vũ khí của nó lúc đấy thì mình chỉ có ở mức trung bình thôi á, cho nên là đã gặp phải một bức tường. Và khi tới cái giới hạn đó thì mình mới nhận ra rằng là mình đã đi vào đường cụt. Lưu ý là ở cái thời điểm mà mình đang nói á, là chưa có búp cho hệ nham này. Hệ nham lúc đấy còn rất là phèn luôn. Dòng ly lúc đấy vẫn còn ở trên giấy, còn chưa ra nữa. Cho nên là mình thấy đó cũng là có thể gọi là một sai lầm anh ạ. Mình chọn Linh Quang thì không sai, bởi vì nó đem lại cho mình những trải nghiệm rất là thú vị. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ. Nhưng mà mình sai khi nào mình chỉ chơi một hệ thôi, mình chỉ phụ thuộc vào một nhân vật thôi. Thì nó làm giảm độ thú vị của game đi, làm cho bản thân lười tìm hiểu thông tin khác. Ok, chào mừng anh em đến với điều số 9, điều cuối cùng. Cảm ơn anh em đã xem video đến tận điều số 9 nha. Và bây giờ thì mình vẫn đang dính phải cái điều số 9 này. Đó là mình lười đi đào khoáng anh em ạ. Ở thời điểm đầu game thì thôi khỏi phải nói, bởi vì lúc đấy thì khoáng rất là nhiều. Game nó cho từ nhiệm vụ mình nhớ là cũng có cho này, nhặt dương thì cũng cho này, dương lúc đấy cũng khá là khá khá, bởi vì nó chưa nhặt hết mà. Thế cho nên là mình coi thường cái mỏ khoáng, mình chẳng đi nhặt đào bao giờ. Mặc dù một cái con bên mình cầm là Ninh Quang thì lúc nào nó cũng chỉ khoáng trên minimap. Thế cho nên là thành ra ngày qua ngày mình đã bỏ lỡ rất là nhiều khoáng thạch. Mà khoáng thạch thì gián tiếp chính là sức mạnh. Bạn có nhiều khoáng thì bạn sẽ up được nhiều vũ khí lên 90. Lựa chọn vũ khí của bạn sẽ phong phú hơn, sức mạnh đội hình ngày càng được nâng cao. Bạn sẽ thuận tiện về sau khi có nhân vật mới. Tóm lại là càng nhiều khoáng càng tốt. Cho nên là cái việc mà đã bỏ lỡ trong một khoảng thời gian dài không đi đào khoáng thì đấy là một cái sai lầm khá là nghiêm trọng của mình. Tóm lại, theo mình thì anh em hãy nhớ rảnh đi đào khoáng nha. Mặc dù nó có chán đi nữa nhưng mà nó sẽ giúp anh em trong những thời điểm về sau. Video về NPC đánh dấu khoáng ở ba thành Montas này, Liyue, Inazuma mình cũng đã có rồi. Ok, anh em đừng lười như mình nha. Đó là 9 điều ngớ ngẩn của mình khi còn là newbie. Còn anh em thì sao? Anh em xem xong 9 điều ngớ ngẩn của mình thì anh em có dính phải điều nào không? Hãy cho mình biết bằng cách để lại bình luận nha. Ok, không thể để một mình ngớ ngẩn được. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha. Chúc mọi người may mắn. Bye bye.